Thôi mình đi vô đi anh. Khoan. Sao vậy? Em bị gì hả? Rớt là mi hả? Hay là mũi dài hả? Trời ơi, em không... Em đẹp lắm rồi, em lộng lẫy quá trời, lộng lẫy luôn á. Lộng lẫy thiệt không? Thiệt. Lộng lẫy cỡ nào? Ngôi thanh dân không? Trời ơi, Ngôi Hình Dương làm sao có cửa gì so sánh với em. Trời ơi, em sexy như Kim Kardashian vậy nè. Trời ơi, đẹp như là Angelina Jolie. Em quý phái như là Donald Trump vậy. Vậy hả? Ừ, sao ai có thể mà so sánh với em được. Thiệt không? Thiệt. Anh cứ xạo không à? Nhưng mà em thích lắm. Dạ, trời ơi. Thôi vậy thì mình lộng lẫy vậy rồi. Thôi mình đi vô đi. Khoan, trời ơi, em hấp tấp quá vậy. Đợi thằng Lộc với lại Ghệ nó tới đã. Xong rồi hai vợ chồng mình bước xuống xe cho hai vợ chồng nó thấy hai vợ chồng mình đi xe đẹp cỡ nào. Ủa, bạn anh không có xe xịn hả? Không. Thì bởi vì mới nói ở bên ở nó tiểu bang xa, cái chỗ nó ở làm gì có xe xịn. Ở Dương Minh bển chạy đoàn Toyota với Honda không. Trời ơi, ở cận dân Cali mà chạy Honda với Toyota, thôi ở nhà cho rồi, ra đường làm gì cho nhục. Thì bởi vì mới nói. Ủa gì kỳ vậy? Tưởng bạn anh có tiền, em mới trang điểm lộng lẫy vậy. Không có tiền ra rạp làm gì, còn đã vậy còn bao nó ăn nữa. Trời ơi, để coi, trời ơi, anh với nó lâu quá rồi không gặp. Anh nghĩ nó không có cho anh trả tiền đâu. Anh sẽ dành trả đúng hai lần. Lần thứ ba, nếu mà nó dành trả, anh cho nó trả luôn. Ừ, có lý đó. Mà lần này á, nó để cho anh trả, về nhà anh xóa số điện thoại đi nha, đừng liên lạc nữa nha. Được rồi, anh biết mà. Anh ơi, em coi trên dốc cái tiệm này ăn ngon lắm đó nha. Lộc! Nam! Trời ơi, lâu quá không gặp mày cái đâu. Sao bạn? Sao rồi, giờ này sao? Trời ơi, tất nhiên rồi, Dương Cali mà. Sao, đi máy bay mệt không? Cũng ok nhưng mà xuống thấy Cali trời đẹp quá, khỏe liền à. Ui, Cali là hết sảy bạn ơi. Đây là Thư, vợ bạn hả? Hi, how are you? Good, how are you? Nice to meet you. Người nước ngoài hả? Hả? Người nước ngoài. Nước ngoài gì Lộc? Trời ơi, nước ngoài gì? Chứ sao nói tiếng Anh? Việt Kiều. Việt Kiều. Ở Mỹ ông phải Việt Kiều Mỹ, giỡn hoài. Hello anh, em là Thư nè. À, em nghe anh Nam nhắc về anh nhiều lắm. Ủa vậy hả? Anh với Nam là bạn từ nhỏ. Từ ngày qua Cali, hai đứa không gặp lại nhau. Giờ mới có cơ hội gặp lại nè. Đây là... quên, đây là Hân, vợ tao. Ồ, hello, hello em. Dạ em Hân, hai chị. Hello em. Wow, xe mày đó hả? Trời ơi, tao đứng ở đây không phải xe tao, xe ai mày? Nghe nói xe này chạy ngon lắm á. Mắc tiền là phải ngon thôi bạn. Trả tiền chắc nhiều lắm ha. Trời ơi, sợ trả tiền thì mua xe này làm chi bạn? Nhưng mày nói có lý. Mà thôi, vô trong ăn đi, tao đói quá. Để coi đồ ăn Cali ngon cỡ nào em ha. Ok, ok đi. Anh, gì vậy? Trời ơi, cặp vợ chồng này giống như nhà quê lên tỉnh vậy. Cái gì cũng hỏi vậy. Trời ơi, thì người ta ở miền Trung nước Mỹ mà em. Cái chỗ đó đâu có phát triển như Cali của mình được. Toàn là đi làm xong rồi về ôm nhau ngủ tới sáng. Làm sao mà so sánh với Cali của mình được. Thôi, em có đói bụng chưa? Thôi đi vô, đi vô, vô, vô. Wow, chị Thư nhìn đẹp quá, da chị đẹp quá, chị xài cái gì vậy? À, chị cảm ơn em. Chị xài mỹ phẩm của Chanel không à? Mấy cái hiệu rẻ tiền á, làm da mình khô lắm á. Em thích Chanel không? Có định mua tặng em bộ. Em cũng có nghe nói mà chưa bao giờ thử hết, không biết có hợp không ta? À, tiện thì hai người đang ở đây nè. Thì ở Cali có mấy tiệm của Hàn Quốc đó. À, nghe nói bán mỹ phẩm cũng tốt, rẻ lắm đó. Em cũng thích mỹ phẩm Hàn Quốc nè, thích đồ ăn Hàn Quốc, thích coi phim Hàn Quốc nữa mà bên tiểu bang của tụi em không có chợ Hàn Quốc. Mà đúng rồi, mỹ phẩm nào cũng được miễn em hợp với da em. Ờ thì anh nói đúng đó, miễn làm sao hợp với da hơn được rồi. Anh ơi. Dạ anh chị cần gì thêm à? Dạ cho em xin thêm cái ghế đi anh. Dạ anh chị còn thêm bạn lại à? Dạ không, em để cái giỏ của em thôi à. Trời đúng rồi đó em chạy. Trời ơi, cho anh xin cái ghế đi anh để cái vỏ lên không thôi. Trời ơi, chạy cái vỏ chết anh. Dạ anh chị còn cần gì thêm không? À không, không cần gì nữa ha. Cảm ơn, cảm ơn. Anh chị Thư cũng giữ đồ tỉ mỉ dữ ha. Không chịu kỹ thiệt á. Dương vợ em, cái bóp xài mấy chục năm không chịu đổi. Anh này kỳ quá à. Em thích cái của em mà với lại cái của em á, em đợi một năm trời, nó sale từ 150 xuống 50 đô em mới dám mua đó. Nhưng mà em thích cũng thích cái của chị lắm nè, cái hiệu này chắc mắc lắm chị hả? Ờ thì cũng đâu có bao nhiêu đâu, cỡ 10 cái của em là mua được nó rồi. Cái gì? Cái bóp là mấy ngàn hả? Trời ơi, bóp về để nhà trên tủ kiến chứ mang ra đường uống chết. Thì chị biết là nó mắc lắm, nhưng mà nó đẹp chị thích nên ông xã cũng ráng mua tặng cho chị. Lấy khăn che lại chứ đừng. Thôi thôi thôi, trời ơi.
cái khăn vậy, ai mà che đi cái giỏ của tôi, ai mà thấy. Thôi 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 thôi, bây giờ để cái giỏ này qua bên. Hai bạn đói chưa, hai bạn đói chưa? Order nha, order nha. Anh ơi, chị em order. Dạ, anh chị có cần gì không? Hai bạn từ xa tới đúng không? Hai bạn thích món gì, kêu món đó. Thích ăn cái gì, ăn cái đó, thức. Cái quán này hai chồng mình ăn hoài à, ăn như cơm bữa. Ok, hay anh order trước đi. Ok em. Anh cho em một cái chả giò ha. Chả giò. Cái gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Cái mực chiên giò. Chiên giò. Thêm mấy tôm chiên cho em. Tôm chiên. Không biết đủ chưa ta? Mấy món đó ngon đó. Ừ, mấy món này hai chồng mình ăn hoài. Được, được. Hai bạn chị order gì thêm không? Còn em nha, còn em. Anh cho em order một cái phở combo. Dạ. Sườn non, dạ. Một cái sườn non. Một cái sườn cốt lết. Dạ. Bò lúc lắc. Dạ. Thêm cái cá sấu mình chanh dây luôn. Dạ. Rau muống xào tỏi, tại bên mình không có rau muống, rồi mình không có muống ăn. Thèm lắm. Một cái mì ý tôm, cái cánh gà chiên giòn, với cho em thêm một cái lẩu mắm nữa đi. Ngon. Dạ. Em nghĩ chắc em đủ rồi. Hai anh chị order thêm gì, order thêm nữa. Hai bạn order mình no luôn. Tại vì anh trên tụi em không, cảm á, đi bạn không, ơi. Không có đồ ăn Việt Nam mà người bạn nhà quê mà. Bạn bè nói là xuống đây ăn đồ ăn Việt Nam là ngon nhất, cho nên là phải xuống đây ăn thử, mà không hết thì to go. Trời ơi hai bạn ơi, nói thiệt chứ hai bạn order đồ ăn mà đủ mở nhà hàng này luôn rồi còn đem về nữa. Mày vui tính quá nên. Anh chị biết sao không, tụi em xuống đây chủ yếu là để đi ăn đồ ăn thôi, với lại tụi em cũng thích coi show ca nhạc lắm. Nhất là của ca sĩ SBTN anh ha. Anh chị biết dạo gần đây trung tâm SBTN họ có ra show gì mới không? Tiện thể mình chụp hình với anh Hùng. Chúc Hồ. Trời ơi, mắc mớ gì mà chụp với anh Chúc Hồ. Tại chị em biết đó thôi, chứ tụi em á thích coi ca nhạc lắm. Mấy cái show tiểu bang á thì em coi hết á, nhưng mà chưa bao giờ gặp anh Chúc Hồ. Trời ơi, anh Chúc Hồ già khằng, xấu quắc. Chụp làm gì? Ra ngoài kia chụp mấy cây dừa đẹp hơn. Còn Thư nó nói, Thư nói giỡn thôi. Trời ơi, tôi gặp ông Hồ hoài à. Ừ, tôi đi cà phê vòng vòng rồi gặp ổng hoài. Gặp ổng ở ngoài sân banh luôn. Đá banh nữa. Ừ, đá banh nữa. Mà nói nghe nè, nói thiệt luôn nha. Ông Hồ ổng đá banh dở lắm. Được. Còn gặp chú Nguyễn Hồng Ngạn thì sao ta? Thì ra sân bay tiện thể gặp cô Hương Lan luôn. Từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng luôn. Trời ơi, mà khuya dữ vậy. Trời ơi, tại mấy người không biết. Mấy người chưa có nghe cái câu mà gọi là mất ngủ thì hút cần sa. Người già mà mất ngủ thì ra sông bay. Sao mất đó. Vậy chắc Nam với Thư cũng quen biết nhiều bầu show ca sĩ Cali dữ lắm à. Trời ơi, có gì đâu. Tối ngày họ làm show, họ đi vòng vòng. Xin bảo trợ hoài chứ gì. Cho ba cái vé VIP. Đi mệt muốn chết. Trời ơi, như anh chị là sướng rồi. Tụi em mà mỗi lần muốn đi coi show họ ngồi tú ở đằng sau á. Sướng gì mà sướng. Ba ngồi ba cái ghế VIP. Tối ngày camera chỉ thẳng vào mặt. Cứ phải cười toe toét. Nhiều khi á hả, chẹo cả quai hàm luôn ấy chứ. Đúng rồi đó, trời ơi các bạn biết không, xui xui á mà lúc mà nó phỏng vấn MC phỏng vấn khán giả mà nó chỉ camera vô mặt mình, trời ơi mất đá đâu dám đi đái đâu. Trời ơi đứng lên mất hình tượng sao, phải ngồi cười thế. Dạ no quá. Trời trời, mười mấy món một mình bà order, một mình bà ăn bà không no mới lạ bà. Đồ ăn ngon mà ai ăn phải hết chứ. Anh đã tính tiền kìa. Trời ơi Lộc. Lộc. Trời ơi mày làm cái gì vậy? Trời ơi tính tiền kìa. Trời ơi Lộc ơi Lộc, mày kỳ quá. Để tao trả cho. Trời ơi hai tụi mày khách xuống đây mà để khách mà bao chủ nhà kỳ quá. Thằng mời cái gì mà mời. Mày để tao trả. Lâu lâu anh em gặp nhau, tao trả không có chuyện gì hết á. Trời ơi, ủa hai vợ chồng mẹ ở tiểu bang xa bỏ biết nhiêu tiền xuống đây gặp tao. Đừng Nam, đừng Nam. Để tao trả. Anh em, tao trả cho, tao order quá trời mà. Mày mà trả tao giận mày đó. Cái gì? Giận hả? Thôi, tao không có muốn mít lòng anh em. Mày thích mày trả đi. Mày kiếm gì vậy Tú? Cái bóp. Cái gì? Cái gì? Cái bóp tao. Cái gì? Bóp mày để đâu? Trời ơi, cái bóp để tiền, để giấy tờ, để giấy... tao biết mà kiếm hoài không có thấy nè. Cái gì Tú? Trời ơi, kiếm kỹ lại coi con. Mày để tao nhớ coi. Cái áo chồng, có cái áo chồng không? Có túi áo chồng không? Tao nhớ là... hình như là... ở đâu? Ngoài xe tao. Ngoài xe hả? Ngoài xe. Mà thôi, mày trả trước cho tao đây Nam, lát tao trả lại cho mày sao? Hả?
Mày nói cái gì? Mày không định ra xe lấy thiệt luôn hả Lộc? Thì mày trả trước đi, tao trả lại sao? Có gì đâu. Tính tiền em ơi. Sorry, thẻ bị decline rồi anh ơi. Lộc à, tao có chuyện này muốn nói với mày. Hai tụi mình anh em thân thiết, tao mới nói thiệt với mày. Tao với vợ chồng tao không có giàu như mày nghĩ đâu. Cái chiếc xe đen ở ngoài á là hai vợ chồng tao mượn. Cho nên cái bữa ăn hôm nay á, tao nói thật với mày, tao không có đủ tiền trả. Còn cái bóp kia thì sao? Có mượn luôn hả? Ừ, cái bóp đó cũng mượn luôn. Bởi vì đâu dám ngồi lên đâu. Thấy không? Lấy cái giỏ để lên cái ghế mà đâu dám đòi lên. Đòi lên nhăn cái chạy cái người ta bắt đền chết làm sao? Mày làm vậy làm chi? Nói thiệt với mày, tao không đâu muốn làm vậy đâu. Tại dân Cali ở đây á, sống mặt mũi lắm. Khi hai vợ chồng mày xuống đây á, mà tao không có gì để khoe với hai vợ chồng mày, xấu hổ lắm. Mày còn nhớ lúc mà tao nói với mày á, tao xuống Cali này để tao làm ăn lớn không? Từ lúc tao lấy vợ tao toàn là ăn không chứ có làm gì đâu. Bây giờ tao không có gì trong tay hết. Gặp mày tao nhục lắm á Lộc. Nhưng mà tao cũng đâu muốn gặp mày đâu. Vì tình nghĩa anh em tụi mình, cho nên tao mới ra gặp mày. Nam à, mày thay đổi nhiều quá rồi. Hồi đó mày đâu có như vậy đâu. Tao anh em chơi chung, tao là tính thẳng thắn của mày đó. Hả? Thẳng thắn như mày Cali ai chơi mày? Ai đâu. Thôi, để tao send tiền cho mày rồi mày trả cho người ta. Vậy mới gọi là bạn tốt chứ. Gửi tiền qua tao tao trả cho. Chứ không thôi ra ngoài đó hai bả thấy mình đi chi tiền qua chi tiền lại kỳ chích mẹ. Kỳ gì mà kỳ. Mày là bỏ tính Cali sang chảnh của mày đi đó. Rồi.